Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy ghi âm Hyundai hay là còn gọi tên khác là IC Recorder nhá. Đây, ở chiếc máy này, cách sử dụng như thế nào. Rồi, ok. Đó là cái phần sử dụng của máy này, thì cái máy này thì nó không có cái nguồn đi kèm đâu các bạn. Để ý mà xem đây, ví dụ là chiếc máy của IC Recorder đi kèm các bạn, nó chỉ cho mình là sách hướng dẫn sử dụng này, cáp này thôi và cái tai nghe này, không hề có sạc. Thì cái chiếc máy này chúng ta sẽ phải sạc như nào? Thì đầu tiên các bạn hãy sử dụng những cái sạc điện thoại của mình, các bạn bỏ phần này dây ra và các bạn có thể cắm cái cáp của họ vào. Đây là cáp mini USB nhá, hoàn toàn khác so với cáp mình sạc điện thoại, đó là cáp USB Type-C. Cái này thì là cáp mini USB, là cái chuẩn ngày xưa này. Hoặc là các bạn không sử dụng cái này thì các bạn có thể một cách nữa là các bạn có thể cắm trực tiếp cái này, cắm nối cái đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắm luôn, nhiều khi hướng dẫn cũng không biết. Chúng ta sẽ cắm cái này vào đây, cổng này. Và đây, cái cổng sạc của máy đây. Và chúng ta sẽ cắm cái này kết nối vào cổng USB trên máy tính, thì tự khắc nó sẽ được sạc bằng cái nguồn 5V trên máy tính của các bạn. Hoặc là mình sẽ sử dụng cái nguồn này. Rồi, ok. Còn cách sử dụng của máy IC Recorder hết sức đơn giản thôi. Sau khi các bạn mua máy về thì mình thấy cũng rất nhiều bạn bảo là bật máy nó không lên. Ở đây, bây giờ các bạn để ý trên máy này thì còn nó có các cái hàng nút này, on off này. Kể cả các bạn bật on như này, nhiều khi máy nó không lên. Tại vì sao? Tại vì các bạn không biết cái chức năng của cái máy này, thì nó ngoài cái nút on off ở đây ra thì nó có cái nút play này. Cái nút play này có thể nhiều khi là các bạn sót, các bạn test máy, các bạn ấn thành off như này. Đó. Thì nhiều khi là mình mở máy nó cũng không lên. Đây, mình mở cho bạn xem không lên nhá. Đây là on off đúng không? Gạt xuống này, máy cũng không hề lên. Thì để khắc phục cái tình trạng này như thế nào thì hết sức là đơn giản thôi. Một là mình thấy mẹo đơn giản nhất đối với các bạn là các bạn hãy cắm sạc này vào, nó sẽ lên. Hai là mình sẽ phải mở kiểu này, các bạn gạt lên cho mình về on này và mình bấm thêm cái nút này. Gạt về on nhá. Rồi, gạt về on này, ấn nút này là máy sẽ mở được open này. Rồi, đó là cái thao tác về mở tắt máy. Còn các cái nút của nó thì mình sẽ giới thiệu lại nhá. Thực ra là trong bài review trước thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Thì máy này nó sẽ có các cái nút sau. Bên tay phải chúng ta sẽ có một nút công tắc on off. Cái này chúng ta hiểu như công tắc on off khóa màn hình thôi. Còn về bản chất của nó, on off nó vẫn là trên cái phím play này. Các bạn ấn và giữ cái này khoảng là 3 giây thì nó mới là on off thật. Còn đây chỉ là tắt màn hình thôi nhá. Rồi, tiếp theo thì cổng kết nối thì nó sẽ có một cái cổng mini USB ở đây để chúng ta sạc kết hợp và để cóp dữ liệu luôn vào máy tính để lấy dữ liệu. Máy này hỗ trợ tất cả các điều hành từ Win XP cho đến Win 10 hiện tại nhá. Rồi, máy Mac thì mình chưa có gì thử. Và đây thì nó sẽ có một cái cổng, cái này chỉ để cắm tai nghe thôi. Cái này thì mình tự đã thử cắm một cái mic USB nối vào đây thì nó không thu được, nó chỉ gọi là để nghe playback thì thôi các bạn, không cắm mic được. Đây, mic bắt buộc các bạn hoàn toàn dùng mic này nhá. Đây này, nó có hai cái mic stereo hai bên này. Đây chính là lỗ của mic ấy. IC Recorder hay gọi tên khác, phải khác là máy ghi âm Hyundai. Mình cũng chả biết tại sao gọi là Hyundai đâu, tại vì trên này mình cũng chả thấy ghi về Hyundai, chỉ biết tên của nó là IC Recorder thôi. Rồi, như vậy là chúng ta biết đến cái nút on off này, các lỗ cắm. Còn một cái nút nữa đây chính là nút mode. Nút mode thì để chỉnh các chế độ của nó. Thì đầu tiên là thao tác bật máy, các bạn ấn cho mình on này. Chúng ta sẽ bật máy ở đây. Ok. Máy sẽ khởi động trong vòng từ 3 đến 5 giây. Rồi, thì ở cái mục đầu tiên này nó hiện lên chữ Music. Các bạn nhìn thấy cái đĩa biểu tượng cái đĩa DVD không? Thì cái mode này của nó là cái mode chỉ để chơi nhạc thôi. Còn mode ghi âm thì thực ra các bạn ấn vào đây các bạn cũng có thể ghi được. Nhưng mà đúng của nó thì các bạn phải ấn cho mình sang cái nút này này, nút V này. Các bạn ấn vào giữ. Nó sẽ chuyển từ Music sang chế độ là DVR, tức là chế độ Recorder của nó. Và đây nó có các cái thứ tự của nó. Các bạn để ý trên màn hình các bạn, nó đang ghi là 04. 04 ở đây tức là cái số thứ tự của cái file đã được ghi âm trong máy. Cái máy này thì nó không có ghi âm theo
cái gọi là cái nhãn thời gian, ví dụ mình ghi ngày bao nhiêu, nó chỉ ghi là 0104 thứ tự liên tục đó. Thì đây mình sẽ có bên này, chúng ta hãy để ý xí sang bên này, bên tay phải thì sẽ có ba nút. Thứ nhất là nút playback kết hợp cả nút mở máy này, nút tắt bật on off luôn, cái này cũng được này. Tiếp đó là sẽ có nút giống kiểu trên đài các bạn ạ, tiến lên tiến xuống ấy, gọi là forward. Và trên này nó có một cái nút nhỏ chữ V, tưởng tượng một chữ volume. Ok. Thì cái nút V này nó có tác dụng là gì? Thứ nhất là để chỉnh về mode recorder ở đây. Và cái thứ hai nữa là nó để chỉnh âm lượng của cái loa. Cái máy ghi âm Hyundai này thì nó có một cái loa tích hợp trên này. Đó. Thì chỉnh âm lượng thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh giảm âm lượng như nào. Mình đang giới thiệu qua một chút về nút. Rồi. Thì đầu tiên hướng dẫn các bạn là thao tác mở máy này, ghi âm. Thì các bạn vào cho mình DVR này. Bắt đầu ghi âm thì các bạn ấn cho mình cái nút Rec màu đỏ ở giữa. Máy này thì bắt buộc các bạn phải ấn nút Rec các bạn mới ghi âm được nhá. Tất nhiên là một số dòng cao cấp thì nó có gọi là chế độ ghi âm khẩn cấp, không cần phải bật máy, chỉ ấn này nó giữ phát nó ghi âm luôn. Nhưng mà đối với máy IC Recorder thì nó sẽ kém hơn một chút là các bạn phải mở on off ở đây. Các bạn bật thì nó sáng màn hình này, các bạn mới giữ Rec cho mình 3 giây. 1, 2, 3. Rồi, thì sau khoảng từ 3 đến 4 giây nó sẽ bắt đầu tự động ghi âm. Các bạn để ý không? Cái file của mình bây giờ nó là 05. Tức là trong này nó đã ghi được 5 file rồi. Cái file mình đang ghi là file số 5. Và nó bắt đầu nó chạy cái thời gian ở đây. Thì xong quá trình ghi âm thì chả mình có cái việc gì mình muốn dừng lại chẳng hạn, đại khái là phím pause. Thì các bạn sẽ pause bằng phím này, chính là cái phím playback này. Đây các bạn giữ cho mình một chút. Đó các bạn thấy không? Nó đang chạy đến 28, như vậy nó đã dừng rồi. Và cái biểu tượng cái đĩa thì nó nhấp nháy. Bây giờ các bạn muốn ghi tiếp thì các bạn ấn cho mình phím này nhá, để cho nó tiếp tục quá trình ghi này. Rồi nó tiếp tục chạy. Và các bạn có để ý thấy rằng cái đĩa nó bắt đầu nó chạy không? Rồi nó không chạy gì nữa. Và để kết thúc quá trình ghi âm thì các bạn giữ cho mình nút Rec này. Rồi như vậy chúng ta đã ghi âm xong một file. Bây giờ muốn nghe lại thì như thế nào? Hết sức đơn giản thôi, các bạn ấn vào nút playback ở đây. Sẽ bắt đầu tự động ghi âm. Các bạn để ý không? Cái file của mình bây giờ nó là 05. Tức là trong này nó đã ghi 5 file rồi. Cái file mình đang ghi là file số 5. Và nó bắt đầu nó chạy cái thời gian ở đây. Thì trong quá trình ghi âm thì chả mình có cái việc gì mình muốn dừng lại chẳng hạn. Rồi. Ví dụ mình đang nghe ở đây, mình muốn tăng giảm âm lượng thì các bạn ấn cho mình phím này này, phím V. Các bạn sẽ thấy rằng ở cái phần đĩa nó sẽ có cái thanh ngang nhấp nháy và nó có cái vạch như vạch sóng này. Bây giờ mình sẽ tăng giảm âm lượng bằng cái phím ở đây. Giảm này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Cái vạch nó bắt đầu nó tụt xuống này. Có nhiều bây giờ nghe không nghe gì luôn. Bây giờ muốn tăng thì các bạn ấn cho mình cái nút ở dưới này. Nó là discrete, tức là cải thiện. Đó. Bây giờ muốn chuyển sang bài khác, à cái đoạn khác thì mình sẽ ấn cái nút này. Đây là một số đoạn mình test thôi. Số 5 này. Số 3. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua các bạn một chút về cái thao tác và xóa file. Như vậy sau khi mình lưu được khoảng 5 file đấy, các bạn muốn xóa cái file thì như nào? Thực ra hết sức đơn giản thôi, nếu các bạn cắm vào máy tính các bạn thao tác trên máy tính thì không sao, nhưng mà chẳng mình đi công tác mình không có máy tính ở cầm ở tay chẳng hạn thì mình sẽ phải thao tác trực tiếp trên máy. Rồi thì thao tác xóa hết sức đơn giản thôi, các bạn mở cho mình cái file lên, các bạn chọn cái file mà các bạn muốn xóa, ví dụ ở đây nhá, 4 file số 5 này, file số 4 chẳng hạn mình muốn xóa thì các bạn giữ cho mình nút mode này. Giữ một lúc. Rồi, nó sẽ nháy lên. Nó hiện lên chữ là Select. Các bạn nhìn thấy không? Đó, Select. Bây giờ nó có đa hai chế độ, tức là Select One, tức là chỉ xóa file này thôi, hoặc các bạn ấn thêm nút Move một phát nữa.
thì nó sẽ ghi là on. Thì khi chúng ta chọn cái này thì nó sẽ xóa toàn bộ các file ghi âm không, các bạn là công cốc, nên các bạn chỉ chọn cho mình chế độ là on thôi nhá. Ấm lại một lần là on này. Và ta sẽ chọn cái phím này là phím đồng ý này, là yes này. Nó sẽ báo là done. Như vậy mình đã xóa file số 4 rồi. Và như vậy trên máy bây giờ chỉ còn là 4 file thôi. Ok, tương tự như vậy với các file còn lại. Rồi, một cái chế độ nữa mình muốn giới thiệu các bạn, đó chính là cái chế độ mode của nó. Ở đây, phím mode là bên này. Phím mode này thì nó sẽ có các tùy chỉnh như sau. On LED, tức là cái chế độ có bật đèn LED mà khi chúng ta sử dụng không, thì các bạn có thể chọn bằng phím này để vào này. Ủa chết rồi. Đây, mình vào lại nhé. Đây, mình sẽ tăng giảm ở đây này. Đấy, mình sẽ chọn lên xuống bằng cái phím này. Đó. Rồi tiếp theo, chế độ HP Time. Ở HP, đây các bạn sẽ ý này, HP và LP. HP và LP khác nhau như nào? Thì trong cái user manual thì nó có rất rõ. Chế độ HP tức là cái chế độ âm thanh nó sẽ tốt hơn các bạn. Đó. Đây, chế độ HP thì nó sẽ là cái âm thanh nó sẽ là 128 kilobit. Còn chế độ LP thì nó sẽ là chế độ 320 kilobit, nó sẽ dung lượng nó sẽ thấp hơn. Và điều đó cũng với việc là để chế độ LP thì chúng ta sẽ quay ghi âm được cái thời gian dài hơn, và cái chế độ HP thì chúng ta sẽ ghi âm được cái thời gian nó ngắn hơn. Tuy nhiên thì chất lượng âm thanh nó sẽ cao hơn tận 128 kilobit cơ. Rồi, đó là một chút. Ngoài ra thì đây cũng sẽ có một số cái chuẩn mà máy IC Recorder nó sẽ thể thay được, có hai chuẩn là MP3 và WAV. Đó, đây là hai chế độ mà nó support. Mình thì có thể copy cái các cái file vào đây mình nghe như là máy nghe nhạc cũng được. Rồi, tiếp theo ở cái mode đây mình có thể chọn lên xuống và mình để đây là HP này. Rồi xem còn mode gì nữa không. Đây một số cái tùy chỉnh về ngày tháng năm. À thì máy IC Recorder này nó còn hỗ trợ các bạn có thể chế độ nghe là từ A đến B, tức là mình có thể đánh dấu một điểm từ điểm này, nghe điểm này, tức là mình chỉ nghe trong cái đoạn này thôi. Đó là những tính năng nâng cao của máy IC Recorder. Thì khi các bạn mua máy về các bạn có thể thao tác thử nghiệm học vạch như thế nào. Còn trên clip ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ một số các cái thao tác cơ bản: nghe, đọc, xóa, chỉnh sửa, tùy chỉnh một số mode để có thể sử dụng máy IC Recorder. Một lần nữa xin chúc tất cả các bạn thành công. Clip hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo nói về chiếc máy ghi âm IC Recorder này và xem nó hữu dụng đến như thế nào nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.